Tôi đến đây chỉ mục đích giúp cô thôi chứ không có hại gì cô hết trơn á. Nếu mà được thì tôi đi lại gần cô nha. Mới thấy dưới này nè, ôi đứng ngoài cửa sổ cả nhà ơi, mới thấy đứng nó mới thấy nó ở dưới sàn này, bây giờ đứng ngoài cửa sổ ấy kìa. Để mình đi lại gần nha. Ấn quá. Cái gì? Còn đó không? Ồ, còn mình tính lại gần mà không dám lại gần mọi người.
Ôi, đang ngồi trống cả nhà. Ôi, đang ngồi làm gì chỗ mình ăn đang đồ cúng gì á. Tại vì hôm qua mình bỏ ra 3 trứng gà với lại gà chuối. Mình không dám đi vô, sợ đi vô nó biến mất nữa. Dạ. Tốt nhất là mình không nên tiếp cận, đứng từ xa quay thôi. Tôi ăn đồ cúng gì á. Dạ. Làm gì ta? Thấy mình gì á. Mình không để nó thấy là sẽ biến mất. Để mình đi vô từ từ nha cả nhà. Ôi, đang ngồi trống cả nhà ơi. Ôi, đang ngồi làm gì chỗ mình ăn đang đồ cúng gì á. Tại vì hôm qua mình bỏ ra 3 trứng gà với lại gà chuối. Mình không dám đi vô, sợ đi vô nó biến mất nữa.
Dạ. Tốt nhất là mình không nên tiếp cận, đứng từ xa quay thôi. Tôi ăn đồ cúng gì á. Dạ. Làm gì ta? Thấy mình gì vậy? Mình không để nó thấy là sẽ biến mất. Để mình đi vô từ từ nha cả nhà. Tiêu ta. Hy vọng là sẽ sống. Thì hôm nay tôi đến đây trồng cây chuối cho cô nha. Khi nào mà chuối ra bùn thì cô nó cô xanh nha. Giờ đang có nước thì sao trời tưới ta, mong sao đâu, hiện tại giờ đang mùa mưa á, chắc cũng không sao đâu.
hy vọng là sẽ sống. Thì hôm nay tôi đến đây trồng cây chuối cho cô nha. Khi nào mà chuối ra buồn thì cô xanh nha. Giờ đang có nước thì sao trà tưới ta, mong sao đâu, hiện tại giờ đang mùa mưa á, chắc cũng không sao đâu.
đang ngồi đó, đang ngồi nghe cái chuối không người. Đang ngồi cái chuối mới làm gì? Lần này mình để lâu lâu có làm gì nha. Hôm trước mình cũng thấy như thế này nè, cái mình đi vô cái mất tiêu à. Nó quay lại nó nhìn, nó quay lại nó nhìn. Nó quay ra nhìn nữa, có chuyện nó phát hiện mình này. Gì ta? Theo mọi người thấy không, mất tiêu liền, đi vô là mất tiêu liền. Nó đứng ngoài cửa sổ. Tôi đến đây giúp cô chứ không có ý hại gì hết á, làm gầm gầm ở nhà.
Tôi đến đây mục đích giúp cô thôi chứ không có hại gì cô hết trơn á. Nếu mà được thì tôi đi lại gần cô nha. Mình mới thấy đứng sau lưng mình thấy gì á.
tiếng sột soạt kìa. Tiếng gì sột soạt sột soạt. Giống như là ai đang dò cái gì á, dò cái bọc. Ôi nhờ ơi, cô gái hiện ra gì như chạy. Cô gái hiện ra cái nhà. Cô ơi, tôi đến đây chỉ cúng kiến với cô thôi nghe, chứ không có muốn phá gì cô đâu nha. Mình thấy không được rõ, mà bóng trắng à. Không biết là nếu mà tôi đến đây mạo phạm gì á thì mong cô thứ lỗi, tôi chỉ đến đây giúp cô thôi. Tôi có chồng cái chú cho cô á, khi nào cái chú mà nó ra buồn là đó cô sanh đẻ và cô có thể đi đầu thai, con của cô cũng vậy. Rồi biến nó mất tiêu rồi. Đâu rồi ta? Ok bây giờ mệt, cái này chắc không ổn luôn rồi. Đạo nào thấy không có ok lắm, nhưng mà không biết bọn nó chính xác thế này á, rất là khó đào. Cái này chỉ có một đường duy nhất thôi. Cái gì là xuất hồn ra nói chuyện với cô gái và kêu cô gái chỉ cái địa điểm cho mình, hoặc là hỏi xem cô gái là cái hài cốt của cô gái còn ở trong căn nhà này hay không, hoặc là đã mất rồi hay là thế nào đó. Phải biết được ngọn ngành cái câu chuyện nó mình mới đưa đường được giải quyết được mọi người. Chứ giờ đạo này đuối quá, đạo giờ chưa thấy gì hết, thấy mấy cục 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 không à, mấy cái cộng cộng này nè. Rồi mấy cái gì nè, bây giờ thế này đi, bây giờ nếu mà cô linh thiêng á, nếu mà có ở đây á, thật sự là có cái hài cốt cô chữ này á, thì cô cho tôi bây giờ tôi đào thêm 15 nhát xẻng nữa. Nếu mà có thật sự thì cô hãy chỉ thế nào đó cho tôi đào trúng cái bộ hài cốt đi, còn nếu mà không, nếu mà thật sự không có thì thôi. Ok nhiều qua góc đây. Đọc phím đây mọi người.
Món này gì ta ơi? Nó giống xương quá vậy. Đen thui à, bẻ ra trong đen thui à, không phải không? Không chắc không phải đâu. Chắc không có không thì có đúng chị ơi, thì lúc nãy mình định lấy cái cam ngoại mình quay nhưng mà có lẽ là chắc quay khó coi á, thì mình dùng cái cam điện thoại này quay cho người thấy rõ ràng. Chỗ mình đào bới này nó không, chắc có lẽ không có gì cả. Thôi giờ mình xin phép mình lắp lên nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng máy để mình hạ cái vô vô cũ cho người ta. Ok, mình sẽ tạm dừng máy ở nhà. Thì cái nhà ơi, thì có lẽ hôm nay nói chung là mình cũng cố gắng mình giúp cái cô gái này bằng cách là tìm cái hài cốt cô gái. Nhưng có lẽ là hôm nay mình không làm được đó. Thì chắc cũng có lẽ là nhiều người nói là thằng này bị khùng, thằng này bị điên mới làm cái chuyện như thế này. Thì nói chung thì mình làm hết sức thôi, ví dụ như mình giúp được thế nào mình giúp, còn ai muốn nghĩ sao mình cũng được, ai muốn chửi sao cũng được, vậy không sao hết. Thì mình yêu cầu mình phục vụ như là giúp đỡ cái hương linh cho họ được siêu thoát, cũng như là được một người yêu quý. Thì nói chung mình chỉ muốn phục vụ những người yêu quý mình thôi, video của mình, còn ai không yêu quý thì thôi, họ nó sao nói không quan tâm. Mình chỉ nhìn vào cái tích cực mà mình cố gắng thôi, còn những cái phần tiêu cực mình không quan tâm tới. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều xem video này nha. Thì chắc lẽ thì đến đây mình cũng kết thúc clip nha. Thì ở trong video hôm nay là mình không biết là có phát hiện ra điều gì, hay là camera có quay được điều gì hay là không, mình cũng chưa biết đó. Thì cả nhà mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì có điều gì mọi người comment phía dưới nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, hẹn mọi người vào tập sau nha.